rượu màu vàng được rót ra từ hai chai khác nhau. Đố bạn phân biệt được đâu là rượu whisky và đâu là rượu ta. Câu trả lời là đây là rượu whisky 3 triệu, còn đây là rượu ta 100 nghìn. Hai dòng rượu khác nhau, tuy nhiên màu sắc lại rất giống nhau. Thật khó để phân biệt. Vậy điều gì tạo nên sự khác biệt giữa hai dòng rượu này mà giá trị của chúng lại xa cách nhau tới như vậy? Hãy cùng tôi tìm hiểu trong video ngày hôm nay với chủ đề tìm sự khác biệt giữa rượu Tây và rượu ta. Rượu ta như tên gọi là một loại rượu phổ biến và được tiêu thụ nhiều nhất tại Việt Nam. Như các bạn đã biết thì rượu ta thường được nấu tại nhà và đã có truyền thống lâu đời. Điều này làm tôi nhớ tới Scotland vào thế kỷ 15 tại thung lũng Glenlivet, nơi có con sông Spey huyền thoại. Nơi đây từng được xem như là thiên đường cho những nhà nấu rượu trái phép khi có tới hơn 200 nhà nấu rượu tại đây. Glenlivet của Việt Nam có lẽ nằm tại Ninh Bình và Bắc Giang. Khi nơi đây có tới hơn 4.000 hộ không được cấp giấy phép, tuy nhiên mỗi năm sản xuất ra trung bình hơn 1.000 lít rượu. Ngày nay tôi đã thử riêng 3 chai rượu ta trong vlog này. Sâm cau với thành phần chính là rễ sâm cau, á thủ ô, kim tiền thảo. Rượu ngô men lá, thành phần chính là ngô. Cuối cùng là quốc bảo, một loại rượu được ngâm với nấm linh chi và các loại thuốc của viện y học cổ truyền Việt Nam. Hãy khoan bàn về độ ngon từng chai rượu này bởi vì khẩu vị của mỗi người là một khác. Trong vlog này, tôi sẽ chỉ bàn về điểm khác biệt giữa rượu Tây và rượu ta. Điểm khác biệt đầu tiên đến từ nguyên liệu. Mặc dù rượu whisky và rượu ta đều sử dụng 3 loại nguyên liệu giống nhau là nguồn đường, nước và men, tuy nhiên cách chúng được sử dụng có một sự khác nhau không hề nhẹ. Với những chai single malt whisky thì lúa mạch là nguồn đường chính được sử dụng, còn với rượu quê thì nguồn đường đa dạng hơn. Chúng ta có nguồn đường đến từ gạo nếp, ngô, khoai sắn. Một bên thì đem lúa mạch ngâm vào nước để tạo hiệu ứng mùa xuân nhằm kích thích hạt nảy mầm. Còn một bên thì nấu cơm và tãi đều cho nguội rồi ủ với men ta, tạo ra phản hóa học sinh ra cồn. Nguồn nước được sử dụng để nấu whisky đến từ các con sông tinh khiết trên Scotland, nổi bật nhất là con sông Spey tại Glenlivet. Còn với rượu ta thì nó là nguồn nước giếng sâu. Cuối cùng là men. Men là một thành phần vô cùng quan trọng trong việc định hình hương vị của rượu mới nấu ban đầu. Như chúng ta đã biết thì rượu ta thường sử dụng men đến từ 32 vị thuốc bắc. Còn với rượu whisky thì đó là men Saccharomyces cerevisiae. Đây là một loại men có nguồn gốc từ thời cổ đại, được chiết xuất từ vỏ nho chúng ta thường thấy trong quá trình lên men bánh mì. Điều khác biệt thứ hai đó là về cách nấu. Nếu như Scotch whisky có cái thùng washback để ủ rượu sau khi đã trộn men thì phía rượu ta họ sử dụng chum sành để ủ. Tuy nhiên sự khác biệt ở đây chính là thời gian ủ. Scotch whisky thì thường ủ trong washback từ 48 đến 100 tiếng tùy theo nhà máy. Còn với rượu ta thì thời gian đó là 1 đến 2 tuần. Thời gian ủ càng lâu trong washback thì rượu whisky càng có nhiều vị hoa quả. Một điển hình trong việc ủ lâu đó chính là thương hiệu rượu Glengoyne với phương châm rượu càng ủ lâu thì càng ngon. Sau khi đã được ủ trong thùng washback và chum sành thì cả hai loại rượu sẽ đều được mang đi chưng cất. Tuy nhiên, điểm khác biệt đã xuất hiện ở đây. Rượu ta sẽ chỉ được chưng cất ở một nồi và một lần duy nhất. Còn với rượu whisky sẽ là hai lần tại hai nồi. Chỉ có những phần ngon nhất hay được gọi là middle cut mới được lấy và những phần không ngon sẽ chảy ngược lại vào nồi cho lần chưng cất tiếp theo. Điểm cuối cùng tạo nên sự khác biệt và cũng là cách biệt về giá trị giữa hai loại rượu đó chính là thời gian ủ và cách ủ. Sau khi được nấu xong thì rượu ta sẽ được cho vào chum sành và đem đi hạ thổ khoảng 6 tháng để giảm bớt vị ethanol và giữ nguyên được màu trắng ban đầu. Còn với rượu whisky thì họ sẽ cho vào các thùng gỗ. Màu sắc và hương vị của whisky sẽ do ảnh hưởng của thùng gỗ tạo ra. Với những chai rượu đắt tiền thì thời gian ủ có thể lên tới một thế kỷ. Qua những so sánh trên, các bạn có thể thấy để làm ra được một chai rượu whisky là vô cùng cầu kỳ và mất thời gian. Vậy nên giá thành của whisky cao hơn rượu ta là điều vô cùng dễ hiểu. Nếu bạn hỏi tôi hai rượu này rượu nào ngon hơn thì câu trả lời của tôi là tùy vào cảm nhận của mỗi người. Royalty free gangster hip hop music that I made myself.